cho các bạn tập luôn. Yeah. Chắc là đâu, chắc là đâu. Yeah. Đúng rồi. Đâu? Yeah. Mà thơm, mắt thơm. Mòn thơm, mòn thơm. Ủa vô chưa? Vô. Tập, 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 tập. Nghe, nghe, nghe. Sơn mùi đi bay, bốn đam băm môi. Sơn mùi đi bay, bốn đam băm môi. Sơn mùi đi bay, bốn đam băm môi. Castrol, thương hiệu dầu nhớt bán chạy số 1 Việt Nam. Dài vậy luôn á hả? Bị dài quá. Lo quá. Thời gian dành cho Hiếu 45 giây. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhà bà Hồng gần nhà bà Đào, vì trồng nhiều ca mà nhà bà Hồng dành nhiều tiền và làm nhiều tân, dần dần thành bà hoang làng này. Còn nhà bà Đào thì nghèo, vì chồng bà Cù Lân đòi trồng toàn bồ hòn. Mà làng này thì cần gì bồ hòn, mà bà Đào nghèo càng nghèo. Nhà thì tôi tàn toàn lá leo mà mùng. Nhà bà Hồng thì giàu vì nhiều gà mà bò. Chưa. Bán lôi lại leo, nhìn bà Hồng lùa gà mà bò vào chuồng mà lòng buồn buồn vì thêm thuốc. Cái dễ vậy? Hay quá vậy? Bây giờ nè, chị có ơi, nào chơi khó hơn không? Chị ơi, bây giờ có hai option để bên team mình lựa chọn. Một là tụi chị xúi tụi em để cho tụi em đọc sai để cho mắc cười. Còn nếu như cái trò này thật sự tan thân với tụi em. Được, nhạc nhòa với tụi em. Nhạc nhòa liền, thì bây giờ chị muốn là xung đột hết sao tụi em đọc đúng hết. Thì những con chằn nó sẽ không thể nào mà nó giết mình được. Được. Thì bây giờ ekip suy nghĩ và đắn đo đi. Đắn đo quá. Đúng rồi. Tôi rất mừng là các bạn đã tự tin đến như vậy. Nếu như các bạn tự tin, xin mời các bạn chơi tiếp. Ok. Rồi, chơi tiếp. 3, 2, 1, bắt đầu. Đây là con kiến, đây là con kiến cầm kiếm. Đây là con kiến cầm kiếm. Có cặp kính gọng kìm. Đây là con kiến cầm kìm. Cổ lên. Kiến gọng kính. Chậm thôi, chậm thôi. Chậm thôi. Đây là con cốc. Con cốc cầm kính. Đọc lại từ đầu. Đọc lại từ đầu. Đọc lại từ đầu. Chưa, chưa. Chưa. Đọc lại từ đầu là ăn cầm kìm. Chị ăn gian quá. Đọc lại từ đầu. Đọc lại từ đầu. À, đây là con kiến, đây là con kiến cầm kiếm. Đây là con kiến cầm kiếm, có cặp kính gọng kìm. Đây là con kiến cầm kìm, có cặp diêm gọng kính. Đây là con cốc. Con cốc cầm kính, có cặp kiếm cong queo. Con cốc cầm kiếm, có cặp kính cong queo. Cùng cặp kéo cong kính. Con kiến cầm kiếm, có cặp kính gọng kìm. Gặp con kiến cầm kìm. Chạy ra. Chạy ra. Chạy ra. Em chạy. Rít đã thua. Anh chạy luôn. Sao Rít đi làm không chạy? Hồi nãy bà Thấm cực kỳ ăn gian luôn. Anh sao anh? Anh đọc đúng mà tự nhiên bắt sai kêu. Ủa đọc vậy hả? Em đọc dư một chữ đây là con cốc. Đó là sai. Bốn lên em giọng kính. Chậm thôi, chậm thôi. Chậm thôi. Đây là con cốc. Dư chữ hả? Không phải. Đúng rồi, ý là chữ. Đây là con cốc, xong em đọc lại một lần nữa. Trời ơi. Cho bà tự nhiên ăn gian. Đâu có cho đọc lại. Chữ người ta yêu phải đọc vậy chứ. Đúng rồi. Sai chúng ta cũng là sai. Anh bên chương trình. Cái gì mình đúng cái gì mình sai sai. Không. Tụi mấy cái đứa vui trò chơi online này nó không có tác dụng. Có dễ như Lâm không chạy. Bé đã xin em xin cho anh nè. Chạy ra. Bây giờ lượt của Huy là còn có 40 giây thôi nha. Ủa sao vậy? Tại vì lúc nãy là bị dính hết một lần rồi. Đúng rồi. Đừng có cung kiến nữa nha em. Thời gian 40 giây. Chưa. Mà mi mà đi. Chưa. Con chưa. Khởi động giọng, khởi động giọng. 3, 2, 1, bắt đầu. Đây là phụ ngư. Trời ơi, thời gian đâu? Là phụ ngư. Phụ ngư. Ngụ cư. Trời ơi, 3 phút hả? Phụ ngư. Còn nhanh lên, nhanh đi anh ơi. Phụ ngư ở cửa ngõ. Phụ ngư đang ngư. Sai. Ê, chưa. Đọc đi. Phụ ngư ngụ cư ở. Đọc lại từ đầu.
À, vậy đây là củ ngư, còn đây là cử củ. Chạy đi, chạy đi. Củ. Chạy đi. Củ. Chạy đi, chạy đi. Thiện Vĩnh ơi, em đến rồi. Thời gian dành cho các bạn 35 giây. Tự đặt cũng được nha, không cần phải theo thứ tự nha. Được rồi, chấp nhận không theo thứ tự luôn. Cái gì trời, 35 giây của Giang. 3, 2, 1 bắt đầu. Đại Vinh đúng báo à? Đúng. Cửu Long đúng. À, Đại Vinh Cửu Long đừng có lập từ. Đây là vừa sát rồi. Đúng. Trà sữa chân châu. Đừng mình đến. Ủa sao chân báo vậy? Đừng mình đến thì cái gì vậy? Anh thật sự chơi không vậy? Anh đang chơi nè. Trời sao gì vậy? Đừng quăng miếng nữa. Gần hết anh giờ. Anh Giang kìa. Mọi cái này không biết thiệt luôn á. Anh ơi nhìn cái cờ. Viêm lợi mình đâu? Cái này khó nha mọi người nha. Rồi. Khó. Mấy cái từ còn lại nè, từ thứ hai đó là cua ghe ngon. Từ thứ tư đó là rớt rẽ. Và từ cuối là màn đét ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ôi. Cái này tôi thiệt luôn á, một tiếng cũng chưa ra. Chương trình chơi mình đâu. Sao lúc đầu kêu dễ quá, game này dễ quá. Mấy bạn chơi level này dễ quá, bạn chơi được thì tôi sẽ tăng dần lên chứ. Bây giờ nè, có nào chơi khó hơn không? Chị ơi, bây giờ có hai option để bên team mình lựa chọn. Một là tụi chị xúi tụi em để cho tụi em đọc sai cho mắc cười. Còn nếu như cái trò này thật sự tan hơn với tụi em. Được. Nhạc nhòa với tụi em. Nhạc nhòa liền. Ê, càng về sau càng. Đúng rồi. Việc gì khó có Lâm lo. Lâm. Như vậy là các bạn vẫn còn 35 giây. 35 giây gì? Chị 35 gì? Chị ơi, nhớ lại giùm em à. 35 giây. À, ok chị. Và các bạn sẽ được nghe trước con biết. What's rồi, up? Nghe trước nè. Cái này tôi cho các bạn tập luôn. Yeah. Chắc là đâu. Yeah. Đúng rồi. Yeah. Hey. My Tom. My Tom. Bọn thơm, bọn thơm. Ủa vô chưa? Chưa. Tập. Nghe. Sơn môi đi bay, bọn đam bằng môi. Sơn môi đi bay, bọn đam bằng môi. Sơn môi đi bay, bọn đam bằng môi. Môi đi bay bọn đam, bằng răm môi đi bay. Bọn đam răm môi. Bồi bồn bì răm, bì răm môi, bồn răm, bầm răm môi. Đúng không hiểu, đúng không? Răm môi. Hê. Cháu đứa chị ơi, cháu đứa chị, cháu liền, cháu đi đẹp. Tôi xin phép, cái này là bởi vì có chuyên môn là mấy đứa hết chiến lắm hả? Tôi xin phép mời một đồng bào Khmer nào ở đây ra để cùng với lại lực lượng biên tập của tôi kiểm soát. Bạn Hiền là đồng bào Khmer, bạn Hiền biết tiếng Khmer. Bạn Hiền sẽ là người thẩm định đúng sai. Thời gian dành cho Dương Lâm. 3, 2, 1, bắt đầu. Hey, what's up, Ma Thong? Hello, Trà Vinh. Hey. Hát đi. Hey. Nhớ rồi. Tôn mùi đi bay, buồn răm răm bụi. Mùi bị bay buông răm 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 bụi. Đi bay buông răm. Sai rồi. Giờ lại. Chết. Buồn răm răm bụi. Mùi bị đi buông răm răm bụi. Bị bay buông răm răm bụi. Đẩy buông răm răm bụi. Buông răm răm bụi. Răm răm bụi. Răm bụi. Răm bụi. Răm răm bụi. Buông răm. Chạy đi. Chạy đi. Anh đọc cái gì có chữ vậy? Đọc cái gì vậy? Đọc cái gì có răm muối, răm muối hoài. Chị có răm muối kìa, răm muối tôi à. Bài hát này có răm muối hoài vậy hả? Răm muối nè, răm muối à. Em định làm muối Tây Ninh hả? Em có mấy chữ à. Răm muối, răm muối à. Răm muối. Anh nói cho em nghe nè, một chuyện động trời. Đây, đáng lý ra là em thắng rồi đó. Nhưng mà chị Thắm cho người của ekip vô giả dạng là người dân địa phương. Đúng. Người dân địa phương tên gì mà tên gì em? Người dân địa phương nào mà tên Hiền? Mặc sao không mặc đồ như tôi? Đúng. Mặc đồ đen. Mặc đồ đen. Ừ. Dạ, xin chào cô, tặng ạ, có nè.
À, em chỉ là hướng dẫn viên du lịch thôi. Dạ, có Ngô Trần Thị Thanh Hiền, Lưu Ý Khép Rà Vinh, Nam Lý Nhung, Phay Phạm Phi Nam, Trung Thơ Đăng Mạng Cà. Rạch mây, rạch mây. Mẹ cả. Rạch mây. Còn mình là bà lợi. Rồi khán giả ơi, các bạn thấy là sau khi mà gặp bạn Hiền này thì các bạn thấy là bạn Hiền có phải là người Trà Vinh không ạ? Có phải là đồng bào Khmer không ạ? Rồi các xin lỗi, xin lỗi ta đi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Thật ra đây là ok hết. Kịp hết, kịp hết. Rồi, tất cả đứng một hàng ngang, xin lỗi đi ạ. Chạm hết, chạm hết. 2, 3, 5, 1. Em thấy chưa? Kỳ ta em cử chi vậy? Ủa? Nhìn giống Mạng Long bạn là Phan Việt. Mọi người ơi, tất cả hồi nãy giờ là tụi tôi chỉ là những người bình thường. Bây giờ tức là con gọi là gà chiến. Con gà chiến. Gà chiến ác chủ bài. Ác chủ bài. Hãy cho người thấy mình cũng chỉ là tào lao thôi. Đậu quá. Vô. 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 Cố lên. Wow. Nè, nhìn em anh Tấn. Tấn. Dạ. Dạ. Đó. Dạ. 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 Bầm 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 bầm. Nhìn dưới đây nè, nhìn dưới đó, chạy dậy, nhìn đây nè. Dạ. Được chưa? Dạ. Cái chỗ nào cũng được. Vô. Vô. Buồn mùi bì mây buông râm râm mùi. Mùi bì mây buông râm râm mùi. Bì mây buông râm râm mùi. Bánh lồ à? Bánh lồ à? Bây buông râm râm mùi. Bánh lồ, bánh lồ, bánh lồ. Râm râm mùi. Râm mùi. Râm mùi. Đúng. Râm mùi. Đúng. Son muoi bi bay buông râm râm muoi, muoi bi buông râm râm muoi. Son muoi bi bay buông râm râm muoi, muoi bi. Thôi bây giờ em cũng thay mặt với anh em luôn là tụi em chơi dở quá, tụi em xin phép không nhận khách mời. Đúng rồi. Rồi. Nhận khách mời không? Bỏ luôn cái mặt mũi nào để gặp khách mời, tụi em xin phép thua. Ngại quá, ngại quá, ngại quá, ngại quá. Đừng ngại, đừng ngại. Tại vì thật ra là thắng được 4/6 là ok rồi. Rồi, như vậy là cái thử thách đầu tiên là các bạn đã hoàn thành. Dạ. Rất là kịch tính đúng không ạ? Dạ, rất là giỏi chị, không có kịch tính. Rất là xuất sắc. Tuyệt vời. Trời ơi, chị ơi. Không xuất sắc lắm. Trời ơi, tụi em ngày xưa phải giật dọc lắm mới chạy được vậy. Thiệt á, tụi em mày. Anh nói micro tôi không vô được. Ừ. Bây giờ sẽ là thử thách thứ hai của các bạn ha. Và thử thách thứ hai nó liên quan đến âm nhạc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua cái chơi tiếp theo ha. Đi thôi, đi. Dù là ngày mưa, hay mưa, hay nắng, hay mưa, giông có sao đâu anh em mình còn có nhau. Hey.